Gió phiêu du nguyện lòng anh giữ yêu thương dù mong manh thoáng dây giữa dòng đời trôi qua vội vàng tìm nơi đâu gió miên man một lần dần chân giữa hiện thực quá khứ phôi phai bàn tay ai níu tay anh rồi buồn lời xót xa khóc nghẹn tìm nơi đâu yên bình vì tình danh vọng quá vô tình đánh mất tin yêu trôi theo giấc mơ dài vì ai tham vọng nơi đỉnh cao thanh xuân nơi anh nguyện xin giữ chân vững xóa tan lỗi lầm khổ đau trốn sau bao tổn thương nghẹn đắng nước mắt trong đời anh bao khát vọng và ngày mai những yêu thương thanh xuân ơi anh nguyện giữ lấy yêu thương trái tim chân thành vẹn nguyên phong ba như gió sương còn những ký ức chỉ là một cơn ngất mơ vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại Ê, làm gì vậy? Chà, lấy hình cô ta ngủ trên vai của mình làm hình nền điện thoại. Còn lấy hình cô ta làm màn hình chính. Người ta sắp lấy chồng đó, hiểu làm chết. Suy nghĩ quá nông cạn nha. Cái tấm hình đó là tấm hình nghệ thuật đầu tiên do chính tay mình chụp nha bạn. Đừng có để ý tới người mẫu, hay để ý tới nghệ thuật, ok? Nghệ thuật hả? Ừ. Vậy còn tấm hình ngủ trên vai thì sao? Nghệ thuật luôn hả? Cái đó tại mình thích. Nhìn cái mặt chảy ke mình thấy vui. Mỗi lần mình buồn mình thấy ra mình coi cái mình thấy vui mình cười ha 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 được không? Cái đó là biến thái đó. Sao? Thích cô ta đúng không? Nói xung phong một tiếng đi. Tôi ra tay hỗ trợ ông liền. Sắp cưới thôi mà chứ chưa có cưới. Hỗ trợ luôn? Ừ. Biết yêu chưa? Có mối tình nào chưa? Trời không biết yêu là gì đi hỗ trợ. Chắc tôi ế luôn quá. Làm ơn đi về giùm con đi ông nội. Ờ, về thì về. Tôi hết giá trị lợi dụng rồi. Mà nè, ngày mai lo vô công ty giải quyết một mớ hồ sơ của ba ông giao đi nha. Tôi không có rảnh đâu. Khoan. Người anh em, đi đâu mà vội vàng vậy? Việc ở công ty là việc người anh em giỏi nhất mà. Người anh em chỉ cần giúp tôi vô đó phẩy tay mấy cái là xong việc hết. Kêu tôi lên đó làm chi? Tôi còn nhiều việc phải giải quyết lắm. Giúp nhau đi mà. Mãi mãi là anh em, lương tăng gấp năm. Mãi mãi là anh em. Thôi được rồi, người anh em đi ngủ ngon nha. Ngủ ngon, mơ về gái sắp lấy chồng. Về đó. Làm gì vậy? Đây tòa soạn mà, tới mua báo. Mua báo hả? Ừ. Mua báo là sập báo mua. Đây là tòa soạn mà. Tưởng mua ở đây được giảm giá chứ. Trời, công nhận nha. Anh giàu mà anh keo dễ sợ luôn á. Vậy là cô không biết gì rồi cô bé ơi. Giàu mới keo á. Mấy người đại gia ai cũng keo hết trơn á. Nhưng mà tôi thì khác nha. Tôi không bao giờ keo với phụ nữ hết. Tặng bông.
đừng có bất ngờ như vậy. Ngoài bông ra còn có quà nữa. Làm ơn làm phước, sau này đừng có viết về bài báo tôi với người tình bí mật của tôi nữa. Cảm ơn. Nè, đứng lại đó. Tôi biết thế nào, không có một ngày cô phải đuổi theo tôi thôi. Sao? Cảm giác đuổi theo một chàng trai xuất sắc giống như tôi cool ngầu lắm đúng không? Nè, anh cầm hoa với quà của anh về đi. Tôi không có dễ mua chuột gì đâu nha. Không lấy luôn. Trời, Hoa ơi, tội nghiệp mày quá Hoa ơi. Người ta không có thương Hoa Tiết Ngọc. Tội nghiệp mày quá Kim Cương ơi. Trời ơi, người ta cũng thích những kim cương luôn. Chắc là mày buồn lắm á, mày bớt lấp lánh đi rồi đúng không? Những kim cương ở trong đó hả? Ừ. Anh bị khùng rồi hả? Dư tiền đi làm từ thiện đi. Ừ, tôi khùng rồi đó. Tôi nhớ cô quá cho nên tôi khùng đó. Bây giờ ngày tôi ăn không ngon, đêm tôi ngủ không được đó cô bé à. Chẳng qua là anh sợ tôi đăng tin về người tình bí mật của anh thôi. Chứ anh nhớ dùng gì tôi. Với lại tôi nhắc cho anh biết nha, tôi đã có chồng sắp cưới rồi. Làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa. Ok, muốn không làm phiền đúng không? Dễ lắm. Xóa hết hình, xóa hết clip trong điện thoại của cô đi. Tôi không làm phiền cô nữa. Tôi nhắc lại cho anh biết nha, tôi là Hi Hi và tôi không bao giờ đăng mấy cái tin lá cải đâu. Tôi có lòng tự trọng của tôi. Nếu anh mà còn làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ đăng thật á. Nè, chính miệng cô nói cô sẽ đăng bài của tôi nha. Vậy sao tôi yên tâm được? Tôi sẽ ám cô cho tới khi nào chính mắt tôi nhìn thấy cô xóa hết hình, xóa hết clip trong điện thoại thì mới thôi. Còn bây giờ thì hãy đợi đấy. Anh ta là con trai của Nam Thiên, sao lại xuất hiện ở đây? Đúng là dai như đĩa vậy. Được rồi, để xem coi anh ám được bao lâu. Miếng đất của bà Kim Ngọc có vấn đề gì? Theo tôi điều tra được biết, công ty Hà Giang đã nắm được thóc để lấy miếng đất của Kim Ngọc rồi. Xem như là thắng được 70%. Nam Thiên khó có cửa thắng. Tôi đã nói là Nam Thiên sẽ không tham gia đấu thầu mà. Ủa, tôi tưởng anh chỉ định cho Hoàng Thiên tham gia đấu thầu chứ. Tôi thấy tên cậu ấy đại diện công ty mà. Thằng Phong nó nói là lệnh. Vậy không lẽ đó là lệnh của Hoàng Thiên sao? Lại là thằng nhóc này nữa, không biết bao giờ nó mới nên người. Anh thừa biết là tôi không có chỉ thị nó làm cái gì hết á. Có bao giờ nó quan tâm tới chuyện kinh doanh đâu. Chỉ biết xài tiền như nước, toàn gây ra những chuyện thị phi không. Mà thằng Phong này cũng thiệt là dám để Hoàng Thiên tự tung tự tác như vậy. Để tôi nói chuyện lại với nó. Thôi, anh cũng đừng có la thằng Phong. Nó cũng chỉ làm theo lệnh của thằng Thiên thôi. Anh cứ theo dõi, coi thằng Thiên đã định dở trò gì nữa. Dạ, tôi biết rồi. Ủa nhưng mà miếng đất của bà Kim Ngọc, tại sao Hà Giang lại muốn giữ vậy? Nó phải có cái gì đó đặc biệt chứ. Lần này Hà Giang muốn sở hữu mảnh đất này là muốn mở rộng khu resort ra Long Hải. Bây giờ đất dưới đó sốt dữ lắm. Tôi còn nghe nói họ đang muốn xây dựng cái khu trung tâm mua sắm để phục vụ cho lượng khách quốc tế. Chờ khi nào mà du lịch phát triển trở lại, họ sẽ bung ra liền. Dự án này từ thiết kế cho đến thi công đều do Hà Giang quản lý. Trong giới bất động sản thì xem mảnh đất này như vàng. Nếu ai sở hữu được nó thì có thể kiếm lời từ việc chuyển nhượng nếu không muốn làm dự án. Tôi nghĩ Hoàng Thiên đã nhìn ra được tiềm năng của mảnh đất này. Thằng nhóc này nó không có nhìn ra được cái gì đâu. Nó đang muốn ra ngoài đó. Vậy theo anh sao? Mảnh đất này mình có nên mua? Thật sự đây là mảnh đất rất có tiềm năng. Nhưng hiện tại cái nguồn tài chính của chúng ta đang gặp khó khăn. Với lại chúng ta mới vừa khởi công hai dự án mới, cũng đang mới bắt đầu thi công thôi. Bây giờ chúng ta lại lấy miếng đất này thì tôi sợ là hai dự án cũ của sẽ gặp đình trệ. Thiệt hại không ít đâu. Anh nói có lý. Nhưng nếu miếng đất này để lọt vô tay ông Hà thì khả năng cạnh tranh của công ty ông ta sẽ tiến thêm một bậc.
Hà Giang đang muốn lấn sân, bành trướng thế lực đây mà. Thương trường như chiến trường. Vậy mà thằng Thiên, nó coi cái chuyện kinh doanh đơn giản giống như là chuyện nó xài tiền. Cứ để nó tham gia vụ này đi, coi nó làm được cái trò trống gì không. Để nó thất bại vài lần, cho nó bỏ cái tính tự cao tự đại của nó. Anh cứ theo dõi vụ này, rồi cái gì báo cho tôi biết. Dạ, tôi sẽ làm thử anh. Chào anh. Em nghe. Dạ, dạ, em biết rồi. Anh coi giám đốc đang họp à, nãy giờ anh chờ cũng cả tiếng rồi. Không mấy anh về đi, hôm khác anh tới. Rồi em sẽ ghi chú hẹn lại cho giám đốc. Không sao đâu, phiền cô quá. Tôi sẽ chờ giám đốc họp xong. Dạ. Sao rồi cô? Dạ giám đốc vừa mới họp xong. Nhưng mà hiện tại đang có một cuộc họp khác. Anh đợi xíu nha. Không sao đâu, có gì tôi chờ giám đốc được. Dạ. Dạ anh ấy còn ngồi ạ. Dạ, dạ biết rồi. Sao rồi? Giám đốc mời anh lên phòng ạ. Cảm ơn cô. Mời anh. Mời vào. Dạ thưa giám đốc, anh Kho tới rồi ạ. Ừ, cô cứ ra ngoài đi. Chào giám đốc, thành thật xin lỗi giám đốc. Chuyện lần trước tôi trễ hẹn. Thực ra là tôi gặp việc bất khả kháng. Mời cậu. Cảm ơn giám đốc. Bây giờ thì cậu đã hiểu được cái cảm giác chờ đợi là như thế nào rồi đúng không? Một lần nữa thành thật xin lỗi giám đốc. Giám đốc từ trước tới giờ là người bao dung. Không lẽ vì một chuyện nhỏ như thế này mà không bỏ qua cho Hà Giang sao? Cậu đúng là người khéo ăn khéo nói. Hà Giang rất tâm huyết với dự án này. Đây là bản chi tiết kế hoạch, mời giám đốc coi qua. Vợ của anh Hà có gọi cho tôi. Tuy là bạn học cũ, nhưng tôi chỉ có thể bỏ qua cho Hà Giang lần này thôi. Cậu cứ để đó, có gì thư ký của tôi sẽ gọi cho cậu. Dạ cảm ơn giám đốc. Cậu uống nước đi. Hello, Phong Nhi Hi Hi. Hết giờ làm việc rồi hả? Anh nữa hả? Trời sao anh dai như đĩa vậy?
Tại vì mình hứa với bạn mà. Mình hứa là mình sẽ ám bạn mà. Mình chỉ giữ đúng lời hứa thôi. Công nhận anh đeo bám giỏi dễ sợ. Anh rất là hợp làm phóng viên của mấy báo lá cải luôn á. Mà tôi cũng không hiểu nổi anh nha. Thời buổi nào rồi mà mua chuộc người khác bằng hoa với quà. Trời ơi, sến dễ sợ luôn á. Vậy của người ở cái thời đại mà không sến á, người ta thích cái gì ta? Hay mời đi ăn nha. Ăn nhà hàng năm sao nha. Hay lên du thuyền ăn. Anh đem mấy cái đó mà đi mua chuộc mấy cô gái khác, không phải gu của tôi. Thì bây giờ tôi nói thẳng ra luôn đi, cô muốn cái gì? Ủa, đó là Hoàng Thiên mà ta. Anh ta cũng hay được mấy báo lá cải đưa tin. Sao lại dây dưa với Hệ Yến? Mà lại là người vốn ghét đưa tin mấy báo lá cải. Cô muốn cái gì cô mới xóa hình với xóa clip? Cô muốn gì cứ nói đi. Tôi muốn anh tin tôi. Mà không được hả? Tin cô? Cô lúc nắng lúc mưa lúc này lúc khác kêu tôi tin cô. Tin sao đây? Anh nói tôi lúc nắng lúc mưa hả? Vậy anh đi về đi, không tin đi về đi, đứng đây làm gì? Được rồi, tôi sẽ làm lớn chuyện lên, xong rồi tôi sẽ điều tra tới cùng, được chưa? Tôi nói lại một lần nữa cho cô biết. Cô muốn giết về tôi như thế nào cũng được. Cô chửi tôi như thế nào cũng được, lăng mạ tôi như thế nào cũng được. Tôi cấm cô không được giết về người tình bí mật của tôi. Mua chuộc không được, bây giờ chuyển sang đe dọa tôi hả? Tại anh không tin tôi thôi chứ tôi có làm gì đâu. Không muốn đe dọa hả? Vậy xóa hết hình đi, xóa clip đi. Tại vì anh đụng chạm đến tự ái của tôi, mắc gì tôi phải nghe đâu lời của anh. Hình ảnh gì ta? Chẳng lẽ cô ta săn được ảnh hẹn hò bí mật của anh ta và Hoa Khôi Diễm Ái? Sợ ảnh hưởng đến bài phỏng vấn Hoa Khôi yêu biển đảo nên không dám đăng. Ôi, nhà báo lớn tiếng với độc giả thì mọi người ơi, mình phải làm lớn chuyện vụ này thôi. Làm lớn chuyện lên đi, tôi muốn đấm anh vài phát vô mặt anh ghê á. Anh nói tôi không đáng tin hả? Tôi thấy anh mới là người không đáng tin á. Ê, tôi làm gì không đáng tin? À mà quên ha. Có người còn không đáng tin hơn mà cô vẫn tin răm rắp thôi. Nói ai vậy? Anh sắp cưới của cô á. Nè, đừng có đem anh ấy vào nha. Anh Khôi nói cái gì mà tôi không tin hả? Thì anh nói là... Anh nói... Anh tới rồi kìa. Anh Khôi, anh tới hồi nào vậy? Xong gọi điện thoại cho em. Anh có gọi cho em, nhưng hình như là bận máy. Anh ta tới đây chỉ vì mấy cái bài đăng tin trên báo thôi à, chứ không có gì đâu. Xong chưa? Mình đi về nha. Dạ, xong rồi. Xong rồi nào mà xong? Đi về cái gì? Tôi với cô chưa nói xong hết chuyện cũ mà bỏ về làm sao? Đi về đi, nói tào lao gì vậy? Ok, không muốn nói nữa rồi thôi. Đi về. Bữa khác mình nói tiếp nha. Chuyện mình còn dài lắm á. Không biết ai mới là người không đáng tin á. Tôi, cô hay là... Nè, anh đừng có đem anh Khôi vào nữa. Đi về đi. Bye bye nha. Hẹn gặp lại. Đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra mà. Ba nha. Anh Khôi, anh ta nó khùng nó điên á, anh đừng để ý nha. Anh đâu có để ý làm gì. Anh không để ý thiệt hả? Ừ, tụi mình về nha. Ừ. Vợ sắp cưới bị cho làm phiền vậy mà anh không ghen tu gì hết. Đúng là lạnh lùng thật. Đây là nơi làm việc của cô gái. Ở bên anh Khôi khi không có mình ở bên cạnh sao? Ơi Phát. Chắc... Bộ máy này bận lắm hay sao không thấy đăng hoài mày? Thì tòa soạn ai cũng vậy chứ đâu phải riêng mình tôi đâu. Chứ mà nhìn cô Hải Yến kìa. Cổ mới đi có 2 ngày thôi mà được bài phỏng vấn độc quyền Hoa Khôi Diễm Ái. Mà nghe nói là cái bài phỏng vấn đó tốt lắm á nha. Thì cô Hiến cô giỏi. Còn tôi là người bất tài vô dụng. Cô giỏi nhất cái tạp chí này, được chưa? Thôi đi ông ơi. Lo làm đi. Ở đó mà ra tô gì, coi chừng đuổi việc đó. Vậy nha.
Ráng đi. Ủa mắc gì gà tô? Hải Yến, Hải Yến, lúc nào cũng Hải Yến. Bộ nguyên cái tòa soạn này không còn ai nữa sao? Bao nhiêu công việc tốt giao cho bả, xong rồi quay ngược trở lại trách mình là người bất tài vô dụng. Muốn trở thành người mạnh nhất thì phải triệt người giỏi hơn mình. Đó là cách đi nhanh nhất mà không cần phải tốn công sức. Ủa, chị là ai vậy? Chị xíu chị của tôi vậy? Tôi không có là ai hết. Chỉ là tôi thấy anh đang giống như tôi, cùng muốn triệt hạ một người. Triệt hạ một người? Đừng nói với tôi là chị cũng ghét bà ấy giống như tôi nha. Không chỉ ghét đâu, mà còn là rất ghét nữa kìa. Cô ấy đang có những thứ vốn dĩ thuộc về tôi. Tự nhiên tôi muốn giúp anh á. Có hứng thú hợp tác với tôi không? Bằng cách nào? Mình ra chỗ khác nói chuyện nha. Đâu cũng thấy hết vậy trời. Ám gì mà ám dữ vậy? Đúng là cái đồ chữ yêu. Anh có muốn vô nhà uống tí nước không? Hôm nay anh mệt, muốn về nghỉ sớm. Anh, chuyện hồi nãy á, anh có giận gì em không? Không. Việc vợ sắp cưới của anh xinh đẹp, có người khác thích và làm phiền là việc bình thường. Vậy may quá. Hồi nãy em còn sợ anh nghĩ nhiều nữa. Không sao đâu, anh suy nghĩ thoáng lắm. Dạ. Thôi anh về sớm đi, cũng trễ rồi á. Em mà biết anh mệt như vậy em không kêu anh đón đâu. Không sao, anh muốn được đưa em về mà. Dạ thôi anh về đi. Em vô an toàn anh mới về yên tâm được chứ. Nhưng mà dạ em biết rồi. Nè, bye bye anh nha. Nhớ không được đăng tin về người tình bí mật của tôi đó. Trời, đúng là dai như đĩa. Tôi là Hi Hi mà, có cho tiền tôi không thèm giết gì vậy anh. Hi. Con lại đi uống rượu nữa hả? Vì công ty thì bỏ bê, chạy đi đàn đúm ăn nhậu. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi Thi? Hả? Mai cô này mốt cô nọ, khi nào con mới nên người được? Ba nhìn mẹ tôi kìa. Mẹ tôi ra nông nổi này là tại ai? Là tại ba đó. Ba muốn dạy tôi hả? Ba sống đúng đi rồi hãy dạy tôi. Mất dạy. Trời đất ơi, trời đất ơi, tại sao bao nhiêu năm rồi mà vẫn cãi nhau vậy? Nó nói với ông, khi nào ông sống đúng hay dạy con. Đó, mẹ thấy chưa? Mẹ thấy cái thằng mất dạy nó nói chuyện với con vậy chưa? Vậy mà mẹ đòi giao công ty cho nó.
Hỏi làm sao mà con an tâm được? Con phải tin con mình chứ. Còn lý do tại sao mà nó bực tức với con á, là có nguyên nhân mà. Đã nói là chấm dứt rồi mà cứ dây dưa hoài. Nhiều người khổ lắm rồi con. Alo. Anh Khôi. Sao em lại tới đây? Em nghĩ là anh về trễ nên có mua ít đồ ăn cho anh nè. Sao nói là không đến nữa? Anh nghĩ đêm đó là chúng ta đã kết thúc rồi. Nhưng mà em không cam lòng. Anh cũng vậy mà đúng không? Em có nói với anh nhưng mà anh im lặng. Em nghĩ là anh đã có quyết định cho riêng mình. Đó là chuyện của anh. Còn chuyện của anh và em đã kết thúc nhiều năm trước rồi. Còn tối hôm đó là do anh không kiềm chế được. Không đúng. Tối đêm đó là thật. Tất cả mọi thứ đều là thật. Tình cảm của anh và em dành cho nhau bao nhiêu năm nay cũng là thật. Em vẫn chưa thể nào buông tay anh được. Em vẫn còn rất yêu anh. Và em là người hiểu anh nhất. Em thừa biết anh và Hải Yến sắp cưới nhau. Rồi bây giờ tự nhiên em ở đây. Hải Yến đã thấy là sao? Tại sao lại sợ chứ? Chẳng phải anh không yêu cô ta sao? Không yêu. Mà không lẽ quỷ hôn để đến với em à? Anh nên nhớ, tất cả những gì anh và gia đình của anh phải trải qua, anh đừng quên câu chuyện đó. Nhìn vào ánh mắt của anh, em có cảm giác anh đang bị cô nhà báo xinh đẹp mỏng manh đó làm mê hoặc rồi đúng không? Anh không gì hay hết. Anh chỉ muốn lấy lại những gì của ba anh. Anh muốn ông Hà phải trả giá về mọi thứ. Vậy còn em thì sao? Em hiểu rồi. Hải Yến là một cô gái tốt. Cô ấy lại chưa từng có lỗi với anh. Còn em, em là người làm sai với anh trước đúng không? Anh yêu em. Nhưng việc của anh bây giờ không chỉ là yêu. Không có người con gái nào hiểu anh được như em đâu. Anh biết mà. Em và anh là hai người rất giống nhau. Từ hoàn cảnh, nơi sống, cách suy nghĩ và cả mục tiêu nữa, chúng ta không khác nhau bất cứ điều gì hết. Anh thì muốn giành lấy Hà Giang, còn em thì muốn có được Nam Thiên. Chúng ta khác nhau. Nam Thiên là gia đình của em, còn Hà Giang là mối hận thù của anh. Không, Nam Thiên là hận thù của em, của mẹ em. Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng rồi có lúc anh sẽ gục ngã vì mệt mỏi, nên em sẽ đi cùng với anh. Em và anh sẽ tương trợ lẫn nhau. Vậy em chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ có những bước đi thật xa. Tôi nói rồi mà, thằng Khôi á, nó không có dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Nó cũng mặt dày lắm. Năm lần bảy lượt qua xin lỗi bà Kim Ngọc, cũng có tố chất kinh doanh đó. Bà bớt thái độ với nó đi. Thì nó mặt dày, nó mới cưới được con Hải Yến, rồi nó mới vô được cái nhà này. Nhưng tôi cũng không thể nào tin tưởng nó 100% được. Mình cứ đánh vô lòng tự trọng của nó hoài, lỡ một ngày nào đó nó phản lại, mình sẽ trở tay không kịp đó. Nhưng mà nó cưới được con Hải Yến là phước của nó. Ông lo nghĩ nhiều chi cho mệt. Ông cũng điều tra nó rồi mà. Nó mồ côi, nghèo khó đi lên, cho nên nó phải biết trân trọng những gì mình cho nó. Nó như vậy mình cũng dễ quản, con Hải Yến cũng đỡ cảnh làm dâu.
nhưng mà tinh khả tinh, phòng khả phòng. Tôi sẽ cho người theo dõi công việc của nó. Chảy nước bọt khó chịu quá. Wow. May dễ sợ. Anh ta không ám mình nữa. Chắc là hết kiên nhẫn với mình rồi chứ gì. Anh nghe đây. Anh đang làm gì vậy? Cả ngày hôm nay anh chỉnh sửa bổ sung dự án bên Kim Ngọc. Anh xong chưa? Cũng tạm ổn rồi. Bây giờ chỉ dựa vào may mắn và em thôi. Thế sao lại dựa vào em? Thì có em đi bên cạnh anh tự tin hơn chứ sao? Trời ơi, người yêu em lâu lâu nói chuyện nịnh em ngọt ngào dễ sợ luôn á. Nếu mà mọi chuyện đã ổn rồi á thì tối nay anh đi nghe nhạc với em nha. Thôi, anh ở nhà chuẩn bị cho kỹ lưỡng. Thôi mà, anh đi với em đi mà. Anh phải đi nghe nhạc để xả stress, tâm lý thiệt là thoải mái để ngày mai còn giành chiến thắng nữa. Đó không phải là gu của anh. Anh làm việc tiếp đây. Em nghe nhạc vui nha em. Là lo chuyện ngày mai. Không sao, mình tự đi, tự tạo niềm vui cho mình. Sao anh không đi nghe nhạc với cô ấy? Ở nhà ăn chè đậu đỏ của em nấu, để ngày mai anh thành số đỏ, may mắn thực tế hơn. Mẹ em hát nhạc Trịnh cũng hay lắm luôn á. Nhưng mà em cũng giống như anh vậy đó, không phải gu của em. Thôi, em ăn miếng đi. Ừ, thôi em không ăn đâu. Mấy bữa nay không biết sao mà bụng em thấy khó chịu lắm. Chắc là tại vì do em ăn tinh bột nhiều quá cho nên bị đầy bụng á. Bây giờ anh ăn chè ngoan đi. Em sẽ xuống bếp chuẩn bị bữa khuya cho anh để anh có sức làm việc. Đã bán hết vé từ hôm qua rồi, giờ không nhận khách nữa, mong cô thông cảm. Bán hết thiệt hả anh? Em bận quá à, cho nên là không có kịp mua vé, không còn chỗ nào luôn á anh. Show vé bán ra hạn chế lắm cô, người ta đã đặt mua hết rồi. Nghe nói có một nghệ sĩ nước ngoài về đây biểu diễn nên nhiều người muốn nghe lắm. Rồi, cảm ơn anh. Ôi, xin lỗi nha, không cố ý. Cô cố ý chắc tôi văng ra ngoài đường luôn rồi á. Y như cái xe tải tông vô người ta vậy. Xe tải cái đầu anh á. Đi đâu cũng gặp anh vậy. Sài Gòn rộng như vậy mà không biết sao suốt ngày gặp anh hoài à. Ủa Sài Gòn này của nhà cô hay gì mà không cho tôi đi ra đường? Đi coi cái nhạc có được không? Anh đi vô đây hả? Ừ. Anh mà cũng thích nghe cái dòng nhạc này nữa hả? Mình thì không thích lắm, nhưng mà bà nội mình thích, cho nên người ta tặng vé cho bà nội mình.
Bà nội mình không thích tới chỗ ồn ào cho nên bà nội mình kêu mình đi vậy thôi. Nhưng mà anh có giấy ở trong đây thiệt hả? Dĩ nhiên là có rồi. Anh ta gì vậy? Tôi thoáng nghe là có người muốn vô nghe mà không có vé vô thì phải. Thôi vậy đi, anh đưa cái vé lại cho tôi đi. Coi như là anh bán tôi với lại cái giá mà của người ta bán gì đó, hoặc là nhỉnh hơn một chút cũng được nha. Bán? Trả tiền cho tôi hả? Xin lỗi bạn nha, mình ngoài tiền ra không có cái gì khác hết trơn á. Mua bằng tiền nghĩ sao không mua được vé đúng không? Tránh rồi bên cho người ta vô người ta nghe ca nhạc nè. Anh đúng là đồ xấu xa. Được rồi, không bán vé gì được thôi. Tôi sẽ đứng ở đây, xong rồi đợi người tình bí mật của anh ra, xong rồi tôi chụp hình một phát, tối nay tôi lên bài luôn. Ha ha ha, lòi cái bộ mặt thật của cô ra rồi ha. Miệng lúc nào cũng nói là đạo đức nghề nghiệp, thì ra là sau lưng làm ba cái trò tiểu xảo kém sang vì một tờ vé mà tính uy hiếp người ta hả? Thì bây giờ đưa vé đó cho tôi đi, tôi coi xong rồi biết đâu hả tôi vui vẻ, xong rồi tôi sẽ nghĩ thoáng hơn, lúc đó đạo đức nghề nghiệp của tôi được phục hồi lại, tôi sẽ không có đăng bài đó cho anh thì sao? Cái đồ xấu xa này, mắc mớ gì tôi phải nhường vé cho cô. Vé này vé đôi mà. Vé đôi mà nãy giờ ông nói rồi làm năn nỉ gần chết à. Vậy tôi mới biết được cái bộ mặt xấu xa của cô, làm ba cái chuyện xấu xa đó. Nhưng mà thôi, tôi là người quân tử, không có trách tiểu nhân như cô. Muốn coi cái gì đi theo đi, cho coi ké đó. Về. Nếu những ai ở Sài Gòn cách đây khoảng 30 năm, chắc hẳn còn nhớ giọng hát của cô ấy. Xin giới thiệu nữ ca sĩ Kerry Nguyễn. Và hôm nay cô ấy sẽ thể hiện nhạc phẩm Mất Anh. Em vẫn tin rằng mình đã không làm gì sai. Em vẫn tin rằng một mai ta còn chung lối. Em vẫn tin rằng anh mãi bên cạnh em, dõi theo em trong từng bước chân. Anh hứa với em rằng mình sẽ không hề lìa xa. Anh hứa với em rằng một mai ta cùng chung lối. Nhưng thế sao giờ đây chỉ riêng mình em khóc thương anh trên bia mộ.
một buổi xem ca nhạc thiệt là hay luôn. Cảm ơn anh nhiều nha. Ê, mắc cười thiệt ha. Sao? Nhìn cô Y với đàn ông vậy á, ai ngờ bít ướt thấy ghê luôn á, nghe nhạc mà cũng khóc được nữa. Tại vì tôi nghe cảm động quá cho tôi bít ướt tí thôi. Còn anh thì sao? Trời, nó là tôi đi coi ca nhạc ngoại giao thôi. Vậy mà bài nào cũng thuộc hết. May là chỗ đó có ca sĩ, còn không chứ anh leo lên sân khấu anh hát luôn rồi quá. Tôi định lên sân khấu mà, tại tôi sợ cô cản tôi thôi. À thì hồi xưa tôi có người bạn á, thích nghe mấy cái nhạc đó lắm. Bắt tôi nghe riết rồi tự nhiên thuộc hết. Ai vậy? Người tình bí mật của anh hả? Không biết ai có thể chiếm trọn được trái tim của hàng tử Nam Thiên vậy ta. Bớt nhiều chuyện đi nha, bớt nhiều chuyện cho nó sang. Kiếm chuyện hoài muốn vui rồi đó. Hết vui thôi chứ về mới ghê hả? Khoan, cái gì? Không nỡ để tôi về hả hay sao? Đói bụng quá, chắc đi ăn đi. Trả tiền cái vé con ca nhạc hồi nãy chứ. Hồi nãy anh đâu có kêu tôi trả tiền đâu. Hồi nãy tôi không kêu đâu, có nghĩa là tôi không lấy hả? Giờ dắt đi ăn đi. Tôi hủ tiếu thôi mà. Không lẽ tôi hủ tiếu cũng bao được. Keo tới vậy luôn hả? Hủ tiếu hả chứ gì? Ừ. Làm hết hồn tưởng đòi sơn hào hải vị gì tôi không có tiền đâu. Tôi đưa cho anh 20 ngàn nè. Lát nữa hả? Anh đi ăn hủ tiếu được chưa? Gì? Làm gì vậy? Đưa 20 ngàn cho tôi hả? Hả? Đại thiếu gia như tôi đi lấy 20 ngàn đồng bạc của cô hả? Đích thân cô dắt tôi đi ăn. Ăn xong rồi tự móc tiền ra trả nha. Hồi nãy tôi dắt cô đi coi ca nhạc, tôi đâu có kêu cô đưa tiền đâu. Chơi đẹp chút xíu đi chứ. Để dắt đi ăn được chưa? Mà công nhận thiếu gia nha, anh cũng biết suy nghĩ cho phóng viên nghèo nàn như tôi ha. Chỉ ăn những cái món bình dân, không có đồ sơn hào hải vị gì hết. Duyệt. Thấy anh biết điều như vậy á, tôi sẽ biết điều lại với anh. Tôi sẽ không đăng những cái tin về người tình bí mật. Ok. Không đăng. Ừ. Ok. Tạm tin. Thôi được rồi, để củng cố lòng tin của anh á, thì tôi sẽ xóa hết tất cả những hình ảnh và video luôn. Vậy thì khỏi. Mắc công cô xóa hết rồi, cô đổ thừa tôi là đụng chạm tới người nghiệp của cô nữa. Tôi sợ phụ nữ giận tôi lắm. Thôi dắt đi ăn lẹ đi, nhanh. Đi. Nếu đường là cơn gió phiêu du, nguyện lòng mình giữ yêu thương, dù mong manh thoáng dày. Giữa dòng đời trôi qua vội vàng, tìm nơi đâu gió miên man, một lần dừng chân. Giữa hiện thực quá khứ phôi phai, bàn tay ai níu tay anh, rồi buồn nơi xót xa. Không nghe tìm nơi đâu yên bình, vì tình yêu với danh vọng quá vô tình. Đánh mất tình yêu trôi theo giấc mơ dài, vì ai tham vọng nơi đỉnh cao. Thanh xuân ơi, anh nguyện gìn giữ chân phương, xóa tan lỗi lầm khổ đau, cho sau bao tổn thương. Ngàn đắng nước mắt trong đời anh bao khát vọng, và ngày mai những yêu thương có quay lại. Thanh xuân ơi, anh nguyện gìn giữ yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên, phong ba như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ác mộng, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.